Tại sao lại nói ăn sáng như vua, ăn trưa như hoàng tử và ăn tối thì như một người ăn mày? Thế có nghĩa là ăn sáng phải ăn nhiều, xong ăn tối thì nhịn ăn không ăn nữa à? Và ăn như thế mới để trường thọ hay sao? Các bạn thấy có đúng không? Cùng nghe bác sĩ giải thích nhé. 7 giờ sáng mình đi làm mà muốn bữa sáng mà ăn như vua thì phải dậy từ 5 rưỡi để mà nấu cơm đúng không? Mà bây giờ 5 rưỡi mà dậy thì tối hôm trước bắt buộc phải ngủ trước 10 giờ thì mới đủ 7 tiếng để mình khỏe. Mà hôm trước ngủ trước 10 giờ thì có mấy ai làm được? Các bạn trẻ bây giờ Gen Z đúng không? Hay là Gen Y đi, 30, 32 hay là 25, 27 mà bảo là tối ngủ 10 giờ xong rồi sáng 5 rưỡi dậy, khó quá. Chỉ có tầm tuổi như bố mẹ bác xíu thôi, U60, các bác bây giờ nhiều tuổi không ngủ được nữa. Và đặc biệt là không thể ngủ nhiều được vào ban đêm. Thế nên là người già hay ngủ trưa nhiều là vì thế. Thì may ra mới dậy được, nhưng mà sáng dậy mà lách cách như thế nấu bữa cơm thì chắc là nghe cũng khó. Và thứ hai nữa là bây giờ chúng ta phải đi làm từ rất sớm, và cả ban ngày chúng ta ở công ty, hay là chúng ta phải lo công ăn cuộc sống đúng không? Mà bây giờ bảo là sáng dậy nấu cơm ăn thì nghe khó, vì tối chúng ta mới đoàn tụ gia đình thì mới gọi là bữa cơm sum họp, thì chúng ta mới có nhiều đồ ăn ngon. Thế nên là cái việc bảo là bữa sáng là quan trọng nhất thì nghe rằng là nó cũng chưa được chính xác đúng không? Trong khi có nhiều người chúng ta bỏ ăn sáng rất lâu năm mà sức khỏe vẫn tốt, có những người to bằng trăm tuổi. Nhưng tất nhiên không phải vì thế chúng ta nên nhịn ăn sáng. Rồi những bạn làm ca đêm thì chúng ta có ăn sáng được không? Đúng không? Sáng ta phải đi ngủ chứ đúng không? Hay nhiều bạn thức khuya mà đêm không ăn thì lấy đâu ta đường để giúp cho não hoạt động? Thế nên cái việc là ăn sáng nhiều hay ăn tối nhiều thì nó sẽ phụ thuộc vào cái điều kiện công việc của bạn. Thứ hai nữa là thói quen lâu năm, nếu mình làm thường xuyên hàng ngày thấy cơ thể vẫn tốt thì ok mình có thể làm tiếp. Nhưng tuy nhiên thì bữa tối chúng ta nên hạn chế cái gì? Thứ nhất là giảm bớt tinh bột, bởi vì nếu bữa tối ăn nhiều tinh bột thì rất dễ tăng cân, vì bản thân tối chúng ta không vận động gì liên quan nhiều đến thể lực, trừ khi còn trẻ chúng ta còn làm tí đúng không? Chứ bây giờ mà có tuổi rồi đúng không, tầm bác sĩ Hiếu mấy tuần mới ra phọt phẹt được 2 lần khi chả được khi 1 lần thì lấy đâu ra mà dùng nhiều năng lượng buổi tối mà ăn nhiều. Nên là buổi tối tóm lại vẫn phải giảm bớt tinh bột. Còn nếu chúng ta có chế độ ăn uống như nào thì vẫn khỏe mạnh, cộng thêm tập thể dục, đây mới là cái lối sống lành mạnh. Và thể dục thể thao đúng cách sẽ giúp cho bạn thống thọ lâu hơn. Còn việc ăn sáng tối như nào phụ thuộc vào chính các bạn nhé.